Kính thưa quý phụ huynh, thưa bạn trẻ, ngày hôm nay 26 tháng Giêng, phục vụ giám hội mừng lễ Thánh Timôthê và Tô giám mục. Các ngài là những học trò của Thánh Phaolô Tông đồ mà hôm qua chúng ta mừng kính. Hôm nay các ngài là những giám mục như là đệ tử của Phaolô được giáo hội trân trọng mừng lễ. Và như thế, chúng ta thấy truyền thống tiếp nối của tông đồ giáo hội chúng ta, giáo hội tông truyền theo dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục trường tồn phát triển như ý Chúa muốn. Và cũng trong sự kiện đó, hôm nay giáo sứ chúng ta là ngày họp mặt ban trị sự giới cao niên cấp giáo phận và ban trị sự giới cao niên các giáo hạt trong giáo phận Xuân Lộc. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay có quý cha đặc trách và xin trân trọng giới thiệu cha đặc trách giới cao niên hạt quốc trung, ngài là chánh sứ thống nhất đến hiện diện với chúng ta. Chúng ta chào đón bằng một tràng pháo tay và cũng xin một lần nữa chào đón tất cả quý ban trị sự giới cao niên giáo phận cũng như các giáo hạt đã về đây để dự bằng một tràng pháo tay nữa. Tiếp tương thân đến hôm nay, chúng ta cùng trung tâm tình tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban cho dân tộc miền giáo phận, cho mỗi giáo hạt cũng như từng người chúng ta. Chúa đã nhìn giữ chúng ta bình an trong một năm qua, đặc biệt qua cơn dịch bệnh. Chúng ta kính dân năm mới cũng như những sinh hoạt của giới giao niên trong thời gian sắp tới cho lòng thương xót Chúa, thì Chúa chúc lành. Chúng ta kính dâng linh hồn những người đã qua đời, đặc biệt quý vị cao niên đã qua đời trong năm vừa qua. Và trong tâm tình tri ân, chúng ta cũng đưa đến quý đức giám mục, quý linh mục trong giáo phận và các giáo xứ đã qua đời. Để tâm tình cầu xin và những ý nguyện chúng ta dâng được Chúa thương chấp nhận, giờ đây chúng ta cùng thành tâm thỉnh hồn. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Rồi đến mẹ con là em kề và cha
Vì vậy, cái nhắc nhở con điều này là hãy làm sống động ơn Chúa trong con, ơn lành, ơn mà con lãnh nhận qua việc Cha đặt tên tay trên con. Thật vậy, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí vững mạnh, mến yêu và độ lượng. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì Cha là thần nhân của người, nhưng hãy cộng tác với tin mừng dựa theo quyền lực của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Gửi lời thăm Kitô, người con chân thật
kế vị và
rao giảng mình, đồng hành với Phaolô trong nhiều hành trình. Và khi Phaolô già yếu hay là Phaolô bị cầm tù, và khi Phaolô qua đời thì các ngài tiếp tục lãnh đạo các giáo đoàn. Và nhìn như vậy ta mới thấy cái tính tông truyền trong giáo hội. Có thể nói các ngài là thế hệ thứ hai kế tiếp đời tông đồ. Và giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập cứ theo dòng thời gian, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác để rao giảng tin mừng, để ngày càng có nhiều người đến với Chúa. Vậy thì trong vấn đề mà rao truyền tin mừng, Chúa Giêsu bài tin mừng hôm nay Thánh Luca thuật lại, ngài chọn không phải chỉ là nhóm 12 mà còn chọn thêm nhóm 72 người nữa và sai đi. Mà một cái đặc biệt chúng ta cần lưu ý là ngài sai đi không phải đi riêng lẻ từng người mà đi cứ từng hai người một. Điều ấy nói lên cái sự đồng hành, cái làm việc chung, cái tính tập thể. Người ta đi một mình thì là người ta gọi là độc hành, tức là đi một mình. Ngày nay thế giới phát triển, cái sự liên hệ liên kết với nhau rất là nhiều. Và ngay trong bài của mình có nói đến, chúng ta không làm việc một mình, chúng ta sống là sống chung với người khác, làm việc cũng là làm việc chung với người khác, có sự hợp nhất, có sự cộng tác. Và giáo hội trong việc chuẩn bị thượng hội đồng đó, chúng ta thấy một cái từ mới xuất hiện là cái từ gì? Thiệt hành là cùng đi với nhau. Một người là đi con mình là độc hành, hai người thì người ta cũng có thể dùng chữ song hành, nhưng mà hễ cứ hai người trở lên là một đoàn người mà cùng đi với nhau thì người ta gọi là thiệt hành. Hôm nay đối với giới cao niên của giáo phận Tân Lộc là một ngày rất đầy ý nghĩa, là một ngày được kể là trao ban huy bằng mãn nhiệm cho quý ban trị sự giới cao niên giáo phận nhiệm kỳ 2017 và 2031. Và đồng thời chúng ta cũng đã tham gia một cuộc họp đã lập danh sách ban trị sự nhiệm kỳ mới, và đặc biệt nữa đã bầu tín nhiệm hay là bầu bổ sung danh sách ban trị sự giới cao niên giáo phận nhiệm kỳ 2021-2025. Và điều đó cũng cho thấy chúng ta tiếp nối dòng chảy người trước người sau, chúng ta cứ thế tạm biệt bổ sung để mà giáo hội các viên giới cao niên tiếp tục hiện diện tồn tại với sinh hoạt của giáo phận. Và thứ hai nữa, nhắc nhở chúng ta về tinh thần làm việc chung. Làm việc chung không phải chỉ là cơ bản ý kiến dân chủ như là một cái hội đoàn xã hội, mà là cùng nhau nêu ý kiến thống nhất trong sự khác biệt. Ai cũng có thể nêu lên ý kiến của mình và sau đó cùng cầu nguyện để tìm ra ý Chúa. Và khi mà chúng ta lắng nghe được, khi nói chung thì chúng ta cùng mở lòng để đón nhận sự soi sáng, nhận biết ý Chúa, thì chúng ta thực hiện và như thế công việc của chúng ta vừa mang tính chất thiệt thông thiệt nhất mà vừa nhất là đúng ý Chúa. Tạ ơn Chúa, xin cảm ơn tất cả quý chức ban trị sự giới cao niên cấp giáo phận cũng như giáo hoàng đã về đây trong lễ tạ ơn hôm nay. Và chúng ta cũng khó dung những cái sinh hoạt của giới cao niên chúng ta tiếp tục cho tình thương của Chúa. Và mỗi người chúng ta cũng tự nhủ, chúng ta là những thành phần nòng cốt của giới cao niên giáo phận, từ cấp giáo phận tới các hạt chúng ta tỏa ra các giáo xứ, và từ các giáo xứ chúng ta cũng có thể gửi thư triển khai đến từng cá nhân ở trong giới cao niên tỏa giáo phận. Và như thế sinh hoạt giáo giới cao niên của giáo phận mỗi một ngày sẽ được Chúa chúc phúc và thăng tiến phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là cha toàn năng chấp nhận. Xin chúa cùng nhớ đến anh chị em, xin cho anh nghĩ trong những hy vọng sông lăn và hoa đời, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ.
Chúa thiên song tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời này. Cầu bệnh chúa về Maria mẹ Thiên Chúa, thánh đi sơ bạc trong năm đêm xin được các con tâm đầu và toàn thể các thai đang sống đẹp lòng suy qua ngoài thời gian và cầu bệnh các thai. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế những người dạy chúng ta ra nguyện rằng:
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình và mau con Chúa để đổi mới chúng con, xin cho chúng con được chắc chắn hướng ơn tu chuộng nhờ mầu nhiệm Chúa hằng trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng con xin kính mời quý cha đặc trách với con nghiêng đó quả đồng ta để lễ danh dự. Xin kính mời quả đoàn cầu. Giờ đây cha đang thánh sứ đặc trách với con nghiêng đó quả phân lợi thay mặt Đức Giáo Hội đó quả trao đi bằng cho ban chỉ sự giới cao niên giáo phận Sơn Lộc nhiệm kỳ 2017-2021. Chúng con xin trân trọng kính mời cha. Thứ nhất xin được giới thiệu ông trưởng giới Du Xe Nguyễn Văn Tuyến. Các em nữ sinh tới đây. Thứ hai, ông Phó Một do anh Hoa Kỳ Sinh Ta Nguyễn Văn Luật. Thứ ba, ông Phó Hai Du Xe Nguyễn Đức Thành. Thứ tư, ông Thơ Ký Vinh Sơn Nguyễn Duy Chiến. Thứ năm, ông Ủy viên Đăng Minh Nguyễn Văn Xuân. Thứ sáu, ông Ủy viên Phan Xuân Tô Đinh Ngọc Quyền. Chúng con xin mời cha đặc trách để tôi nghe đó phần và cha đặc trách để tôi nghe đó mà phát triển lần cho chúng. Thứ nhất, ông trưởng giới Du Xe Nguyễn Văn Tuyến. Thứ hai, ông Phó Một do anh Du Xe Nguyễn Văn Luật. Thứ ba, ông Phó Hai Du Xe Nguyễn Đức Thành. Thứ tư, ông Thơ Ký Vinh Sơn Nguyễn Duy Chiến. Thứ năm, ông Ủy viên Nam Minh Nguyễn Văn Luật. Xin kính ông chúng ta thay chúng xin kính cha từ tấm lòng lưu niệm. Chúng ta trong một tràng pháo tay. Xin cảm ơn quý ông trong ban thực hiện giới tôn nghe đã mắng nhiều. Xin được giới thiệu cha đặc trách cao niên giáo phận ban trị sự với cao niên giáo phận nhiệm kỳ mới 2021-2025. Thứ nhất, ông trưởng giới Doan Mai Quy Sĩ Tăng Nguyễn Văn Luận. Xin mời ông bước lên trên. Thứ hai, ông Phó Hồ Du Xe Nguyễn Đức Thành. Thứ ba, ông Thư, ông Phó Hai Nam Minh Nguyễn Văn Xuân. Thứ tư, ông Thơ Ký Du Xe Phạm Văn Thanh. Thứ năm, ông Ủy viên Phan Xuân Tô Đi Ngọc Quyền. Chúng con xin giới thiệu cha đặc trách với công viên giáo phận ban trị sự với công viên giáo phận nhiệm kỳ 2021-2025. Xin cha đặc trách chụp một tấm hình lưu niệm cùng với quý ông. Xin kêu ông ta lên một chút. Giờ đây vì đại diện với công viên giáo phận có đôi lời tri ân cha đặc trách và kính cha thượng tế và chúc sơn kính cha và cảm ơn tổng đoàn xin kính mời ông. Trọng kính quý cha đặc trách, hôm nay dân con nghe chúng con đến đây với rất là tài tình nơi đây để tuân phép để được tạ ơn Thiên Chúa
cha thật chết trong gửi con em giáo Phật. Nhân trần sơn biển năm nay, hương hoa thay đổi thêm cay cuộc đời, đèn treo rừng đỏ trưng bày, lưa lớp Phật chạy hay chút nào, lũ con đàn cháu thì thào, năm nay không biết làm nhà không cha, chẳng đi đâu được thiên ngay, ở nhà các tuổi an khang gia đình, cha già hiếu trung tình, anh em kiếm cuộc an bình ấm no, ơn quên phù hộ chăm lo, gia đình của người để to vững bền, quý cha sẽ cho nên tuổi thêm đức độ trung thiên cuộc đời, khôn ngoan sáng suốt tràn đầy, khỏe ra thân thân mạnh ta cầm mạnh tay cầm cày, cày cho đất tốt trong lầy, trồng cây trường trái san đầy bốn phương, chúc cho quý thính yêu thương ông bà bố mạnh tuổi thêm vững vàng, nguồn hơn hạnh phúc thiên đàng, sống vui có Chúa an khang không thiệt. Chúc cho quý vị cao niên cùng ban trị sự giáo hạ, cao niên giáo hạ tuổi thêm đức độ không hoạn, khỏe ra hạnh phúc lo cả ơn thiên, gia đình đầm ấm năng thiên, tu toàn bộ phận thành kim nặng nề. Hôm nay con đã quay về, con xin mặc phép không hề vấn vương, dâng lời cảm tạ yêu đương đến cha cả các kinh sư nhận lời, trọng kính quý cha cả các quý cha cả thế. Hôm nay các mặt bác vị sự nhiệm kỳ với năm 2021, năm 2025, xin quý cha cả các và quý vị ban trị sự cấp giáo hạ giúp đỡ hợp tác và cầu nguyện để tận tình cho ban điều hành đỡ tân ban điều hành làm việc tốt cho giới cao niên trong các năm tiếp theo. Chúng con xin chân thành cảm ơn và sau đây chúng con có bộ có hoa để kính dâng lên cha. Xin quý vị chúng ta bắt tập cho cộng đồng.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.